kêu hai hai đứa đi ruby rube đi. Dạ ra ruby rube kìa. Các bạn thấy không, niềm vui của con trẻ là được chơi những cái con thú cưng. Ai nhanh hơn? Hai con ruby rube này à. Mỗi em đứng vào một vị trí à. Hai con thương con nào hơn? Hai em con thương em nào hơn? Ruby Ruby em thêm em thương em nào hơn con đưa em bắt đầu chạy chị hả Ruby ra đây con Ruby Ruby ơi Ruby ơi Ruby ơi con đen nó tên con gì con em Ruby kìa chứ để Ruby nó buồn sao ô đừng có lấy đó con nhẹ nhẹ em bé té e đeo em Ruby ơi về cho chị Viên con nha con thích con nào con thích nào con chọn con đi còn con cho chị Viên con thương em nào rồi à vậy con nhìn nó cũng thấy sợ đâu mẹ quay cái mặt em Ruby coi em đây, Ruby đây mình sẽ nhảy xuống buồn xin chào tất cả các bạn mình là Ruby à bạn em đen này tên Ruby hả bây giờ mình đi ra đây bây giờ mình sẽ tập thể dục nha con bây giờ con lên trời hả mẹ mẹ luôn sẽ giúp đỡ cho mình con hả mình phải chạy luôn con gì đấy nè giờ con bây giờ con lên trời hả các bạn hai đứa nó hùng nhau à chơi với mấy em nữa hả?